Thì mình hướng dẫn lắp giấy mực cho cái máy giáp ra giấy te 411 ha. Rồi, mở cái máy lên. Bật đầu in lên ha. Em ra lệnh lận ngàn với 500 à. Đây. Ra lệnh ngàn nó chạy được. Kéo cái chặn giấy ra. Chặn sát vô ha. Rồi ở đây nhà sản xuất có hướng dẫn giấy đi theo cái đường mũi tên đây, vòng qua cái khe đây, rồi đi ra phía trước ha, đi ra phía trước đây ha. Ok, đây. Cái máy này tại mình mới tháo trục cao su ra rồi, mà cái đó không quan trọng, rồi đâu quan trọng là khi gắn giấy này có cái này người ta gọi là cái chặn giấy ha. Mục đích là khi mình giấy của mình để chỉnh cái khổ giấy rộng như thế này hoặc là nhỏ như thế này ha, nên là để chặn cái biên giấy không cho giấy nó sụp xịt qua lại ha. Nhấn vô ha, vừa chạm vô cái biên giấy là dừng lại ha. Đấy, vừa chạm vô cái biên giấy để nó giấy nó không sụp xịt qua lại thế, không sụp xịt qua lại ha, để in nó không có bị lệch. Rồi, ok, đó là phần lắp giấy ha. Nhìn tổng quan lại nha, đấy trục cấp giấy nè ha, trục cấp giấy đi qua ở đây có hướng mũi tên này, nhà sản xuất có để hướng mũi tên qua cái khe này. Sensor giấy nó sẽ nằm ở trong cái đoạn này ha, giấy nằm trong cái đoạn này ha. Ở chỗ đây cũng có cái chỉnh sensor ha, sensor thì nên kéo, hiện tại nên kéo, nếu mình in giấy một con liền ngang như thế này, một con liền ngang như thế này, không có những cái con nhỏ, thì mình chỉnh cái sensor giấy, đẩy vô hết cỡ ha, sau đó kéo ra khoảng chừng 2 cm. Ok. Rồi, là xong ha. Phần mực. Giờ phần gắn mực. Thì cái máy của Jibra hiện tại đã xài mực mặt ngoài ha. Mực mặt ngoài. Mũi tên hướng dẫn đây, mực mặt ngoài. Mực mặt ngoài tức là phía bên ngoài này. Nó có mực. Mực đi nè. Đi xuống mũi tên nè. Xuống đây. Qua đây, dòng lên đây, dòng qua đầu in, rồi lên trên này, thấy có mũi tên nào, dòng bên này, sau đó quấn vô đây ha, rồi, ok, mình sẽ thao tác ha. Giờ muốn biết mặt trong hay mặt ngoài á, thì mình lấy cái mặt mực ha, lấy cái mặt mực, bằng cách mình test áp lên cái mặt ngoài của cuộn mực á, áp lên giấy nè, nó sẽ ra màu đen như thế này, ok ha. Nên là đời. Làm xong có giật đi đâu mà chú mà biết. Đấy. Mặt ngoài là gắn nó như thế này. Tưởng tượng như là cuộn băng keo mà keo nó nằm ngoài vậy đó ha. Rồi, đưa xuống đây. Đấy. Giống theo cái đường đi của hãng kìa. Này, đường đi của hãng.